À, em xin chào các bác. Thì cái thời điểm này cái những con ong bầu trời chân vàng các bác nhá, thì nó phát triển tương đối mạnh đấy. Thì hôm qua em có đi đường thì là nhìn thấy một số tổ nó cũng lên cây rồi. Thì hôm nay là em đang định thử đi một vòng xem là liệu bây giờ là cái ong bầu trời nó lên cây nhiều chưa. Thì cũng xin giới thiệu sơ qua cho các bác hiểu đôi chút về cái con ong bầu trời này. Con ong bầu trời thì đầu đầu mùa các bác thì là nó ngủ đông, thì nó bắt đầu là cái con chúa của nó thì bắt đầu là nó đi tìm cái chỗ nó ở, thì nó làm tổ sát mặt đất hoặc là trong hốc đất ấy. Đấy, thì đến cái thời điểm này bây giờ là cái số lượng quân nó đủ rồi, nó đông rồi, thì bắt đầu là nó sẽ chuyển lên cây cao nó ở các bác nhé. Đây chính còn là con ong này. Cái con ong này là mệnh danh là con ong sát thủ, nó chuyên đi bắt cái ong mật này. Đấy, rất là ghét. Các bác muốn nuôi ong mật thì rất ghét loại ong này. Đấy. À, hôm nay em thử đi một vòng để xem là cái ong bầu trời này nó như nào rồi bác. Thì chả biết là khu vực các bác thì ong nó như nào rồi. Còn ở trên em thì bây giờ bắt đầu đi khám phá các bác nhé, để xem con ong bầu trời này bây giờ là cái số lượng mà tổ nó lên cây nhiều chưa, và cái đàn ong của ta đến thời điểm này nó đã phát triển mạnh chưa. Rồi mời các bác cùng theo chân em đi khám phá các bác nhé.